Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn thực hiện một quyển tạp chí. Tạp chí của mình thực hiện là tạp chí Người Đẹp. Tôi là giáo viên trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên, tên là Phan Nhật Trung, sẽ hướng dẫn bạn trong một buổi. Hôm nay mình sẽ thực hiện một quyển tạp chí, một là một cái bìa, và sau đó kế tiếp là mình sẽ thực hiện khoảng 5-6 trang con ở phía trong. Màu chủ đạo của cái bìa tạp chí này là lấy từ màu của logo, là màu màu hồng, và một phần mảng màu xanh để cho nó nổi bật cái mảng màu hồng lên. Thì ở đây mình thực hiện một bìa tạp chí và 5 trang con. Thì bìa tạp chí ở đây mình sẽ thực hiện theo kích thước là khoảng 25 và 31.7 cm, là khoảng cách lề lề trên, lề trái, lề phải và lề dưới là 1 cm. Thì cái này, quyển tạp chí này thì mình biết là mình sẽ thực hiện ở trong phần mềm nào thì nó sẽ nhanh hơn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm thực hiện một bìa tạp chí cộng với những cái trang con, sẽ tích hợp một số phần mềm khác nữa giống như là Photoshop chẳng hạn, hoặc là AI để mình làm logo. Mà cái phần làm logo thì mấy bạn chắc có thể đã biết rồi, do đó tôi không hướng dẫn, tôi sẽ chỉ hướng dẫn bạn tích hợp từ phần mềm Photoshop thôi. Bây giờ mình thực hiện bìa tạp chí này bằng cái phần mềm là InDesign CS6. Thì những dữ liệu tôi đã cung cấp cho mấy bạn như mã vạch nè, logo nè, logo này thì bạn vẽ bên AI rất là dễ. Đây rất là dễ ha, chỉ có đánh test thôi chẳng hạn. Thì những cái dữ liệu của Photoshop như lọc tóc cô gái này, hoặc là những cái dữ liệu về hình ảnh, hoặc là test chẳng hạn, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho bạn hết trong ba thư mục folder này. Và một số cái logo cộng với những cái phần hình ảnh mà cần cái nền trong suốt thì tôi cũng đã lọc cho bạn rồi hết ở trong đây bằng phần mềm Photoshop. Thì đây là giao diện của phần mềm InDesign CS6. Thì bây giờ mình sẽ mở một tập tin mới. Mình định dạng thằng này là cái những cái ô quyết 2 này là có kích thước, có đơn vị là cm. Mà muốn định dạng đơn giản nhất bằng cách là Ctrl K. Bạn cứ nhấn Ctrl K cũng giống như Photoshop để mình thay đổi đơn vị. Ở đây có hộp thợ unit. Ở đây ngang dọc, tôi chọn cái bạn này là cm ngang và cm dọc. Ok. Thì lúc này bạn mở cái document mới thì lúc này nó sẽ ra quyết 2 cho bạn. Ở đây làm nó liệt kê cho một số cái trang giấy chuẩn. Mình thiết kế bìa tạp chí này thông thường nó sẽ có cái là có cái quyết là 25 và cái độ cao nó là 31.7 cm. Còn top, left, right, button thì bốn cái thuộc tính này tôi sẽ cho nó bằng một, khoảng cách giữa các lề đều là bằng một. Các cột của trong trang giấy thì tôi chỉ cho bằng một thôi, một chút tôi sẽ chia sau. Thì bây giờ ở đây tôi cho 6 trang, số tổng số trang là 6 trang. Mình cũng có thể cho thêm nếu mình làm thiếu, hoặc thừa thì mình có thể xóa đi. Ok chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ được 6 trang như thế này cộng với một trang bìa. Tôi coi như hôm nay là mình làm 5 trang con và một trang bìa ha. Thì bây giờ trang bìa thì mình nhìn thấy nè, trang bìa tôi xuất cho bạn một hình JPEG. Thì trang bìa thì chủ yếu là phần người mẫu đại diện cho tạp chí này và cho cái kỳ của tạp chí này, cộng với một số cái tin nổi bật mà mình đưa vào, những cái thông tin vào trang bìa, cộng với phần mã vạch để tính tiền ha, tính giá cho cái bìa tạp chí này. Thì bìa tạp chí thông thường người ta sẽ có một số cái thành những cái thành phần như là logo nè, người mẫu hoặc là sản phẩm đại diện nổi bật cho cái kỳ báo đó, cộng với một số tin nổi bật kèm theo một số cái chi tiết như xem số trang gì đó chẳng hạn. Một số cái nhân vật nổi bật trong cái kỳ báo đó để đặt lên trang bìa.
Trang bìa mình phải làm sao cho nó bắt mắt để cho người xem bị ảnh hưởng nhiều nhất để có người ta có thể mua mua tạp chí của mình ha. Thì bây giờ hình ảnh cô gái này thì tôi cũng đã lọc cho bạn rồi bằng phần mềm Photoshop. Ở đây mở phần mềm Photoshop lên, ở đây mình cũng dùng phiên bản là CS6, mở lên ở đây à. Đây cô gái này chẳng hạn, mình nắm mình kéo thả vô thì cái phần mà lọc tóc, những cái sợi tóc này thì tôi không hướng dẫn tại vì cũng đã có một bài tôi hướng dẫn trước, đó là dùng knock out, dùng phần mềm knock out để lọc phần tóc rồi cho từng cái sợi tóc, do đó tôi sẽ không hướng dẫn nữa. Tôi chỉ nhắc sơ sơ một điều, đó là một và một layer tóc và một layer người, một layer tóc và một layer người thì cũng đã hướng dẫn rồi. Thì bây giờ mình đã có một cái dữ liệu, đó là cô gái này, để cho mình làm cái bìa tạp chí ha. Đơn giản ở đây thì tôi để cho bạn cái kích thước hình nó hơi to một tí, thì mình định dạng lại kích thước hình nè, image size. Ở đây tôi cố tình tôi để cho bạn cái kích thước và cái độ phân giải nó hơi nhỏ để mà mốt mấy bạn có thể gặp cái những cái trường hợp này bạn có thể tránh nó đi được, hoặc là mình có thể biết được ha. Thí dụ kích thước mà đạt tối thiểu mà đẹp cho một bức ảnh là 300, nhưng ở đây mình làm nhẹ nhẹ thôi, mình làm 150 thôi cm, thì bây giờ mình cho nó khoảng là 20 30 hoặc là 30 40 cm. Ok, vừa nhỏ nhỏ thôi, vừa nhỏ nhỏ thôi, mình có thể lưu lại thành một file khác chẳng hạn ha. Tôi đặt lên model đi ha, lưu lại mình lọc cả cái nền, trên nền đó là transparency nha, trong suốt nha, nó là file, là lưu file là BSD. Thì qua bên đây mình có thể tích hợp vào trong đây là play, mình like vào đây là mình chọn cái bạn là model, double click vô đó, mình lay nó vào, hình ảnh nó lớn hơn so với cái kích thước ban đầu của mình. Thì tôi giữ shape, tôi thu nhỏ lại, thì ở đây bạn bạn kéo cái khung lớn đầu ngoài đầu tiên á thì nó sẽ không di chuyển được cái hình ảnh của mình. Bạn muốn di chuyển, một là bạn có thể dùng cái công cụ A nè, công cụ kế bên là Direct Selection Tool, bạn có thể di chuyển đối tượng, hoặc là bạn có thể transform đối tượng. Mình có thể nhanh bằng cách là mình có thể nhấn Ctrl Alt Ctrl E cho nó fit đầy đủ đối tượng của mình ha. Nó nằm đây nè bạn, nó nằm ở cái thuộc tính là fitting, nhấn Ctrl Alt Ctrl E. Còn tất cả những cái thuộc tính còn lại thì bạn xem sách giáo khoa của Trung tâm Khoa học Tự nhiên để mình có thể tham khảo tiếp một số thuộc tính. Rồi bây giờ bạn muốn di chuyển, nếu bạn kích một lần chuột các bạn di chuyển vậy, nó chỉ di chuyển cái gì bạn, double click chuột á, thì mình có thể di chuyển một tấm hình thôi, còn cái khung hình không di chuyển được. Còn nếu mà mình click một lần chuột, mình có thể kéo đi nó xuất hiện những cái nốt này nè, mình có thể kéo được cả tấm hình và cái khung. Trong InDesign nó là như vậy, chọn hình bạn phải chú ý. Thì bây giờ mình mở cái phần này lên, mình coi nè. Ở đây nó có cái nền màu xanh xanh đậm và xanh nhạt để cho nó nổi bật cái cô gái này lên, và cái bìa tạp chí của mình nó bắt mắt một tí. Tôi dùng công cụ hình chữ nhật này, tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật như thế này, hoặc mình có thể kích đây để nó xuất hiện đúng cái kích, và mình có thể định kích thước đúng với chính xác so với trang giấy của mình cũng được ha, làm cách nào cũng được, bạn muốn làm cách nào cũng được. Tôi có một cái khung hình chữ nhật như thế này, tôi có radian, radian là dấu chấm ha, phím tắt nó là dấu chấm. Mình nhớ luôn khi sử dụng phần mềm, mình nhớ nó luôn những cái phím tắt để mình thao tác cho nó nhanh. Bây giờ tiếp tục là mình muốn thay đổi màu màu xanh,
Chẳng hạn bây giờ mình lay cái tấm hình bài mẫu vô để mình lấy đúng cái mã màu của mình ha. Ở đây mình hút là bảng màu xanh. Ở xanh thì cái bảng swatch nè bạn, tôi nắm tôi kéo vô đơn giản giống như phần mềm AI, rất là đơn giản. Rồi mình hút, sau đó mình nắm mình kéo nó vô. Rồi kéo đơn giản vô. Tôi được hai màu, một màu xanh đậm và một màu xanh nhạt. Bạn chú ý cách phối màu của những cái bìa tạp chí cũng như những cái poster hay gì đó, bằng design, layout web gì đó chẳng hạn. Thì thông thường những cái trang mà nước ngoài á, những người design nước ngoài làm thì họ chỉ lấy những màu đậm hoặc nhạt hơn từ cái màu chính thôi. Ít khi nào tự nhiên đây là màu, ở đây là màu hồng hoặc ở đây là màu xanh, họ lấy màu vàng vô chẳng hạn, hoặc là màu đỏ, màu xám gì vô chẳng hạn, thì nó chói lắm, nó không phù hợp. Người ta sẽ lấy màu đậm, màu nhạt, không có được chuyển màu từ màu xanh tới màu vàng chẳng hạn, cái đó không có. Cái đó chỉ đôi khi nó là mình là người Việt Nam thì mình sử dụng cho nó lè lẹt như chẳng hạn, thì thiết kế nó sẽ không đẹp nữa. Thì bây giờ tôi có hai nốt màu, bây giờ làm sao để tôi đổi đúng hai cái nốt màu này? Thì ở đây nó có cái bảng là bảng gì bạn, bảng Radian. Bảng Radian nó có hai nốt màu, tôi chọn nốt màu này bạn, tôi nắm được kích ráp chuột, tôi thả vào trong đây ha. Rồi tôi nắm, tôi kéo chuột thả vào trong đây, nắm tôi nốt này tôi bỏ nó đi. Rồi tôi được hai màu, tôi được hai màu như thế này. Thì tô màu chuyển sắc trong InDesign thì nó có hai loại chuyển sắc thôi, là dạng thẳng và dạng tròn. Mình chọn dạng thẳng, dạng tròn ha. Và những cái nốt này tôi sẽ bị kéo ngược rồi, nó có hai nốt này nè. Tôi nắm tôi kéo bảng màu xanh ở ở trong và bảng màu trắng ở ngoài, và tôi có thể di chuyển được cái gì bạn, di chuyển được cái tâm của Radian xích lên đây một tí đó đó. Cái này thì bạn có thể làm kỹ hơn một tí, tại vì trong thời gian có hạn thì tôi chỉ làm cho bạn đại khái thôi ha. Làm đẹp thì bạn phải ngồi làm kỹ một tí. Nằm lên trên ha, mà nhấn là shift dấu ngoặc vuông đóng giống như Photoshop để nó sẽ nằm lên trên cái lớp của bạn, cái đối tượng sắp xếp layer đó mà ha. Thì bây giờ tôi được một cái hình như thế này. Nếu mà bạn thấy cái khung hiển thị cho cái cô gái này ở đây nó khó chịu quá, bạn có thể nhấn Ctrl H để nó ẩn đi, để cho bạn làm việc cho nó dễ. Thì ở đây tôi sẽ kéo cái khung hình này lớn lớn ra nè, cái khung ở ngoài thôi, còn cái cô gái này double click vô nè, tôi chọn nó vừa đủ với cái tạp chí của mình đó, để nó không bị khuất cái tai. Rồi được như thế này không, hoặc là bạn có thể double click vô, bạn kéo cái cô gái này cho nó giống bài mẫu một tí, là nó to lên một tí. Nói chung mấy bạn sắp xếp làm sao cho nó hợp lý, cho nó đẹp. Tôi chỉ hướng dẫn mấy bạn cái cách làm sao để mình có một cái bìa bìa tạp chí cộng với một số cái trang ruột cho nó hài hòa hợp lý bằng những công cụ mà mình đã học trong InDesign. Rồi như thế này thì mình đơn giản mình đã xong. Bạn muốn khóa đối tượng lại cho nó dễ làm việc á, thì bạn nhấn giùm tôi phím Ctrl L ha, Ctrl L coi như nó không di chuyển gì được nữa. Sau đó mình sẽ lay vào, lay cái logo vào. Ở đây mình có logo nè, tạp chí người đẹp nè, mình lay nó vào, chỉ cần kích nó vào thôi, đúng cái nơi mà mình muốn muốn chèn. Thì mình thiết kế thì bạn là nên thực hiện cái việc là kéo gai giống hàng. Ở đây nó có gai sẵn, bạn không kéo cũng được. Còn bạn bạn nếu mà bạn dùng bên AI hoặc Corel hay Photoshop để layout á, bạn nên kéo gai để cho nó đẹp ha, nó đều. Rồi ở đây thì ở đây mấy nè, ở đây tôi chỉ bạn một một á, là mình sử dụng InDesign để mình làm những cái tiêu đề như thế này luôn. Hai là mình có thể sử dụng Photoshop để mình thiết kế và mình xuất quà ha. Bạn cái này thì bạn biết rồi, mã vạch thì bạn phải xuất từ bên Corel qua. Cái việc này thì tôi cũng không nhắc lại nữa, bạn làm bên mã vạch bên Corel 8 số hoặc 13 số để mình sử dụng.
cho nước Việt Nam ha, là sử dụng mã vạch 8 số hoặc 13 số. Thì ở đây tôi có làm một cái tiêu đề bên Photoshop. Thì bạn thấy là 01 chẳng hạn. Ví dụ tôi làm một cái tiêu đề mỗi từng một nhân vật cùng cô Diệu Thảo. Thì ở đây bạn sử dụng một số cái hiệu ứng đơn giản thôi, không lòe loẹt ha, bóng đổ và một cái viền. Thì những cái này thì bên InDesign cũng làm được, nhưng tôi muốn chỉ bạn cách xuất là từ Photoshop qua. Thì bạn bỏ hết cái nền, chỉ lại lại cái transparency trong suốt, bạn lưu lại với file là BSD. Rồi giống như cái cô người mẫu nãy thôi, nhắc lại một lần nữa đó. Sau đó tôi sẽ lay qua, bạn thấy 01 nè ha, bạn kích ra ngoài, đừng có kích vô cô gái này đó. Bạn sẽ đặt đúng với vị trí thích hợp. Bạn có thể kéo nó to lên một tí, bạn thấy nó nền, nó bị trong số không đó. Control Alt Tab E để kéo nó lớn lên. Rồi một số cái mã vạch mình, một số cái đối tượng mà thôi mình làm một lúc là mình import vô hết luôn nè. Lay á, tôi lay nó vào đó, kết kết đúng vị trí này luôn, để đúng vị trí này luôn. Rồi bây giờ mình làm một số cái tiêu đề. Tôi sẽ dùng cái công cụ là Titan, tôi ráp chuột để tôi đánh ha. Nó khác với những cái phần mềm Corel hoặc là AI, thì thông thường mình kích chuột thì thằng này nó là ráp chuột để mình đánh. Bây giờ mình đánh test bộ ảnh. Tôi đánh ở đây là thông thường tôi sẽ dùng cái Unicode bộ ảnh 7 ngày năng động của Ngô Thanh Vân. Rồi ở đây thì mình cũng đã học cái phần lý thuyết rồi, mình cũng biết sơ sơ về cái phần InDesign. Thì bây giờ mình sẽ định Chapter Style. Chapter Style với Paragraph Style, hai cái này khác nhau gì? Cái này thông thường định cho tiêu đề, còn cái này thông thường định cho đoạn văn bản. Trong InDesign nó khác, đặc biệt đặc điểm mà nó tại sao không làm bên Word, tại sao không làm bên AI mà đi làm bên InDesign, là hai, chỉ có hai cái thuộc tính này nè. Quan trọng nhất khác với những phần mềm khác là mình có thể tự định style dễ dàng và áp dụng những cái hiệu ứng tương đối là đẹp so với những cái phần mềm khác. Nó mạnh về cái phần trình bày tạp chí trong InDesign, đó là hai thuộc tính này ha. Ở đây Chapter Style, tôi chọn Starter Style. Ở đây tôi định một cái style, định một style cho cái tiêu đề. Ở đây tôi tạo một cái style mới, double leg, tôi đặt là tiêu đề. Tiêu đề ha, tiêu đề 01, để chút mình phòng ngừa mình có tiêu đề 02, 03, những cái phông nó khác thì sao. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái phông là Arial, không Mario. Phông size tôi cho nó là 14, màu là màu trắng. Sau đó mình ok. Nó là phông chữ có đậm hay không thì mình chọn là thuộc tính là bold italic ha. Ok, thì bạn thấy phông chữ của mình nó cũng tương tự giống như của bài mẫu không. Còn bây giờ tôi muốn định thuộc tính thứ hai cho chữ Ngô Thanh Vân chẳng hạn. Thì bây giờ một á, là bạn có thể copy tiêu đề này để bạn định. Còn hai, bạn có thể làm bằng tay. Tôi tiện mới chỉ bạn làm bằng cách là Chapter Style, bây giờ tôi chỉ bạn làm bằng tay bằng cách là đơn giản nè. Mà làm bằng style một chút mình áp dụng cho những cái đối tượng khác không được, nó là vậy ha. Thì bây giờ tôi cho nó là 30 chẳng hạn. 30 chẳng hạn thì mình tô màu, nó cũng có màu. Rồi mẫu đây cũng được hoặc mẫu đây cũng được. Còn cái tiêu đề này á, tôi cho nó phông chữ lớn hơn một tí, 10
16. Cho anh sao nó bằng với cái test Ngô Thanh Vân á, cho nó đều nó đẹp các bạn ha. Coi nó có bằng chưa chưa. 18. Rồi, Ngô Thanh Vân. Được chưa? Còn có phần 7 ngày mình có thể làm bằng tay cũng được. Đó là tôi tăng bằng này lên là 25. 25 thì tôi cho nó là màu hồng. Các bạn kia nó bị mất, cả bị bung thì bạn kéo nó sẽ xuống một tí để cho nó hiện thị. Đơn giản, mình có được một cái tiêu đề cho một cái tạp chí đơn giản này. Đó. Đó. Mình muốn nó có một cái bóng đổ chẳng hạn thì ở đây mình làm một cái drop shadow, bao nhiêu thuộc tính nó hoàn toàn giống với Photoshop hết ha, giống giống giống. Ở đây là cái khoảng cách, tôi cho khoảng cách nó là 0.5, khoảng cách giữa bóng độ với cái chữ nè ha. Ok, đó mình được một cái tiêu đề. Thì bằng làm được một cái tiêu đề này thì giống mấy cái này cũng giống giống vậy thôi. Ví dụ cái tiêu đề taxi tình yêu chẳng hạn thì mình cũng ráp chuột taxi ha. Hay ở đây tình yêu này nó đánh chữ anh ha, tình yêu. Thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái tiêu đề số 2. Tiêu đề số 02. Ok chẳng hạn. Thì bây giờ chữ taxi, taxi phong này, phong nó lớn lên nè. Tôi phải áp dụng cho chữ taxi. Ở đây thì tôi sử dụng cái phong double click vô để nó thực hiện thuộc tính. Cái phong tôi thực hiện cái này là con ray. Con ray đúng không? Rồi phong chữ tôi cho nó lớn lên, tôi cho nó 50, 80 gì chẳng hạn. Ok, tại sao nó mất tiêu rồi các bạn? Thì nó nhỏ quá ha. Đó, taxi tình yêu, riêng chữ tình yêu nó nhỏ lại thôi. Một là bạn định một mà đồng định thêm một cái charter style nữa. Hai là mình làm bằng tay. Bây giờ tôi định tiếp nè, tôi copy, tôi không có, cái này không có thừa hưởng thuộc tính nên tôi khỏi copy. Tôi đặt là tiêu đề 3, tiêu đề 03. Tôi cũng sử dụng cái phong đó, đó là phong Kha Lyri. Phong này thì mình cũng chọn làm cái màu của nó không phải là màu trắng nữa, và kích thước của size chữ của nó là hình như lớn lên một tí. Rồi 3 bà được chưa bạn? Giờ đặt lên cái phần nền tóc của nó một tí để nó dễ thấy. Rồi taxi lớn lên một tí. Một trăm chẳng hạn. Ok, tình yêu cũng lớn lên một tí. 40. 2 38 được rồi. Ok, tôi canh justify với cái chữ này nè bạn, cho nó đẹp ha. Rồi bạn muốn cho bóng đổ thì bạn cho thêm ha, cho nó phù hợp giống kia. FX là drop shadow. Tôi không dùng nhiều hiệu ứng, đơn giản một số cái hiệu ứng thôi. 05, ok. Tương tự Lady Gaga hay gì đó chẳng hạn, vào danh sách tiêu biểu gì đó giống trang vậy thôi. Ví dụ tôi làm tiếp một cái nữa. Còn một số phần còn lại thì bạn làm giùm ha, tại vì thời gian có hạn. Nếu mà có làm từ đầu tới cuối cho cái clip này á thì nó hơi lâu một tí. Bây giờ nó Lady Gaga nè.
Rồi. Hồi nãy mình có cái bộ ảnh 7 ngày nó màu trắng nó nhỏ nhỏ nằm dưới đây nè, thì mình có thể áp dụng cho cái thuộc tính là vào danh sách. Rồi. Vào danh sách tiêu đề 01. Đó. Bây giờ nó khó nhìn quá để tôi không nhận biết được chữ với nền, thì tôi nhỏ cái này lại. 0.5 ok. Biểu tượng thời trang thế giới. Đó mấy bạn ha, test nó to lên hay gì đó chẳng hạn. Còn một số cái thuộc tính này bạn tự làm dùm ha. Tương tự như vậy, bạn có thể tạo được n cái tiêu đề cũng được nè, nhiều cái tiêu đề để bạn làm cho cái tạp chí. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn làm trăng con, mình lưu bài một cái. Dẫn mình làm trang con tiếp tục. Trang con thì bạn nhìn thấy là tất cả các trang này nó đều có đánh dấu trang. Đánh dấu trang là bạn, người đẹp nè, tạp chí người đẹp đánh dấu trang từ 1 cho tới từ 2. Nó bắt đầu từ con số 2 nè cho tới con số 6. Được không? Từ con số 2 cho tới con số 6. Thì bây giờ làm sao nếu mà mình đánh 1 cho tới 6 á, thì nó quá đơn giản, mình cứ ngồi và làm bằng tay từ đầu cho tới cuối à. 1 cho tới 6 đơn giản. Thí dụ mà mốt nó sinh ra 60 trang hay là 600 trang gì đó, làm sao để mình làm cho nó nhanh, đúng không? Nó cực khổ lắm á, nếu mình làm vậy mà nếu mà không 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 sử dụng InDesign trang Baymaster á. Baymaster thì mình làm nó rất là cực. Bây giờ tôi mở cái khóa này ra, Ctrl Alt Tab L nè, để tôi bỏ cái nền này, cái hình này đi ha. Rồi những đối tượng này tôi cũng làm, tôi khóa lại cho nó dễ làm việc. Bây giờ tôi sẽ làm trang master. Trang master là những gì nó xuất hiện trên trang master, thì những cái trang con nào ảnh hưởng theo 6-7 trang con, 6 trang con thì nó sẽ cập nhật được hết. Ở đây tôi chọn trang bay master bên tay trái. Bên tay trái thì ở đây tôi có làm một cái đánh số trang. Đánh số trang là tạp chí người đẹp, và có cái số trang cái bên á, là bên góc trái này cộng với bên góc trái của trang này. Thì bây giờ tôi sẽ lay cái hình này vào, hoặc mình copy từ cái trang trên kia cũng được. Rồi tôi cần cho Ctrl Alt E, tôi click một lần chuột thôi. Rồi tôi để chữ tạp chí người đẹp chấm com nó nằm ở dưới một tí đi ha, nên lại một tí. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái hoa họa tiết là như thế này, đơn giản đúng không mấy bạn ha. Một hình vuông màu đen, một hình vuông màu hồng, lấy từ màu sắc của cái logo ra thôi, không có làm gì mà màu phức tạp hết. Tôi cho kích thước như vậy, một hình vuông màu đen và màu hồng màu đen. Rồi tôi sẽ Ctrl C dán lại tại chỗ là Ctrl Alt Tab Shift về, và tôi kéo bằng này xuống dưới đây, tôi cho bằng này màu hồng ha, cho nó cái viền ở đây nó có cho cái viền là màu trắng á, để chút mình đặt trên cái hình mình dễ thấy đó, màu trắng thấy được như vậy không. Bây giờ muốn đánh số trang thì bây giờ bạn chỉ việc là dùng công cụ T ráp chuột một cái đánh số trang cho này nhỏ lại nha, 10 chẳng hạn, 14 thôi. Tôi chỉ bằng phím tắt cho nó nhanh bằng cách là Ctrl Shift Alt N, Ctrl Shift Alt N, thấy nó xuất hiện chữ A là đồ đã đúng rồi đó. Đó, tôi cho nó là màu màu đen. Đúng không? Bài mẫu nó cho là màu màu đen. Phông thì tùy bạn, ở đây tùy ha, ở đây mình tôi để luôn phông này luôn chẳng hạn. Rồi để lớn lớn ra để mốt mà làm mà nó có sinh ra trang số 2, trang 11, 12 hoặc là làm 101 gì đó ha, một số, hai số, ba số thì nó sẽ có cái khoảng trống để nó sinh ra. Thì bây giờ bạn quay về cái trang con chẳng hạn, bạn thấy tất cả trang con nó đều cập nhật theo hết không?
Đơn giản không bạn ha? Bạn tạo cái gì trên trang master thì những trang con nó sẽ ảnh hưởng hết. Và thấy trang này thì không có nè, tại vì nó nằm ở bên bên đây, nó chưa được ảnh hưởng ha, bên tay phải nó chưa được ảnh hưởng. Bây giờ tôi chỉ việc là giữ phím Alt+Tab, tôi copy qua bên đây, sau đó tôi quay về trang con, được không bạn? Được không? Đơn giản không? Quá đơn giản. Tất cả những thằng này nó bị khóa hết khi mình đứng ở trang con. Còn trang chủ muốn thay đổi thì về trang master để làm trang con. Rồi, đơn giản. À, bây giờ tôi sẽ chỉ bạn cách thực hiện cái phần trang con số 2. Mấy cái này thì đơn giản, bạn nhìn nó làm theo một cái layout theo dạng xéo. Đơn giản thì mình nó làm theo dạng xéo thì mình cứ làm theo dạng thẳng, sau đó mình quay tất cả đối tượng cùng một lúc thì nó sẽ làm cho đối tượng bạn xây nó đều hơn là bạn xây từng đối tượng. Chỉ có một cái phần bên mảng này thôi thì mình phải làm, mình phải ngồi mình vẽ nè, vẽ lại, vẽ bên cái góc một tí, ở đây nó lấn qua bên đây một tí à. Rồi, giống như hai trang này nó có phần chung với nhau về cái điểm đó đó chẳng bằng. Rồi bây giờ tôi chọn cái phần này, chọn luôn đối tượng đó, mình lay cái hình cô gái này vào. Mình đang làm ở bài số 1, cô gái này hình như là tôi sử dụng hình này đó, mình lay nó vào, sau đó double click vô, tôi sẽ kéo nó lớn lên, được không? Rồi gần như thế này, bạn có thể di chuyển qua lại chẳng hạn hình ảnh gì đó. Rồi mình có thể xích đây một tí cũng được, không sao, mình có thể linh động những cái nốt này để cho nó không bị thừa cái nền của cô gái. Rồi tôi cho bỏ cái viền này đi, đã được cái cô như thế này. Thì bây giờ hình kế tiếp là bạn thấy là nó có một cái phần hình chữ nhật nè, giống như nó móc vào cái hình của cái cô gái này vậy á, và có thêm phần này. Thì đơn giản bằng cách là mình chỉ cần vẽ một hình chữ nhật, bỏ cái viền đi ha, màu của nó là màu hồng đó, màu chủ đạo của cái này là màu hồng, thì bạn chỉ cần kéo xiên nó một tí thôi. Bạn thấy transform nó có thuộc tính là shear nè, đây là shear nè, shear bao nhiêu ngang, bây giờ mình cho nó 10 chẳng hạn, ngang không phải là dọc rồi, rồi âm 10, như là nó nhiều quá đúng không các bạn ha, cho nó khoảng bằng 3 4 tí. Rồi ok. Còn nếu mà nó có bị lệch hay bị gì đó chẳng hạn, thì bây giờ mình chỉnh lại bằng cách dùng nó, mình kéo nó lại một tí. Đó, mình kéo nó lại một tí. Nãy giờ mình làm mình không để ý nè, bạn nhìn nè, nó cách lề nè. Rồi mình để ý nè, lề như thế này nè, được không bạn? Bây giờ làm lại không để ý nữa, bạn thấy cái chữ tạp chí người đẹp nó lại rơi vô trường hợp là nó bị che không? Che cái hình này mất tiêu rồi, nó che hình này mất tiêu rồi, giờ làm sao? Xích này lên tí, mình chỉnh nó thì mình dùng công cụ phím A, còn mình chỉnh đối tượng thì mình dùng công cụ phím V, đơn giản vậy thôi, giống như bên InDesign. Hình như này nó xích ra một tí để nó móc vô cái cạnh này á, này mình làm mình hơi tỉ mỉ một tí, mình phải chăm chỉ cái chăm chút cái giao diện của mình. Rồi, để có cái móc này nó đi vô đây nè. Rồi ha bạn ha.
À, bây giờ mình lại quay lại cái trường hợp là mình bị che cái mất cái logo trang rồi. Thì bây giờ dẫn đây. Bạn thấy có bảng layer bạn kéo nó ra nè. Giờ tôi muốn là hai cái đối tượng này nó nằm trên một layer riêng lẻ để nó có thể nằm trên nằm dưới sắp xếp được. Thì bây giờ tôi sẽ quét hai đối tượng này. Tôi Ctrl S tôi cắt đi nè. Và tôi tạo một layer mới, tôi để nằm ở trên layer trên cùng luôn. Tôi dán lại tại chỗ bằng Ctrl Alt Shift V. Là nó dán lại tại chỗ cho mình không? Lúc này mình quay về cái trang con thử coi nó có nằm trên không. Đó, nó nằm trên cái hình của mình không? Nằm trên cái hình của mình à. Đơn giản mình được như thế này. Đó là theo ý muốn của mình rồi đó. Bây giờ tiếp tục là cái phần mà móc vô như thế này mình tạo cái hiệu ứng là lạ thôi chứ chẳng có gì hết trơn á. Thì mình dùng công cụ pen à, hoặc là mình dùng công cụ hình tam giác á, mình bẻ nó cũng được đó. Đó, đơn giản vậy thôi. Dùng công cụ phím Y là mình hút màu. Đúng à. Rồi, xích xuống một tí. Nãy nói rồi là chỉnh nốt á thì mình dùng công cụ phím A, mà chỉnh đối tượng á thì mình dùng công cụ phím V. Phân biệt giữa hai đối tượng một mũi tên màu đen màu trắng, đơn giản vậy thôi, mình được một cái hiệu ứng giống như nó móc vào tấm hình á. Đơn giản. Tiếp tục là cái phần này nha, tạo hiệu ứng lạ thôi cho cái giao diện của mình thôi chứ chẳng có cái gì hết á. Hồi nãy mình dùng công cụ hình tròn đó, mình hút màu này luôn, đơn giản ha. Nếu mà mình ăn gian á, mình chưa học cái việc là hàng đối tượng lại á thì mình cứ để như vậy người ta cũng không phát hiện, chẳng sao hết á. Còn bây giờ nếu mà mình thấy nó ngứa mắt quá chẳng hạn thì mình phải queo nó lại. Ở đây tôi chỉ bằng luôn là Shift F7. Từ đầu tới giờ tôi chỉ bằng toàn là phím tắt không á, tôi không có sử dụng menu quá. Tất cả các bạn queo nó lại, queo hàng đối tượng lại, đúng không? Rồi bây giờ mình chỉ việc là có hiệu ứng trắng trắng dưới đây nè, bạn thấy nó trắng trắng đây không? Tôi cố gắng tôi sẽ áp dụng cho bạn một số cái thuộc tính cơ bản đầy đủ hết trong InDesign cho cái bài này. Thì bạn chỉ việc là Ctrl C và Ctrl A Alt Shift V, xích đây một tí, xích lên một tí thôi, bạn dùng mũi tên lên xuống, tôi cho nó màu trắng, tôi cho Ctrl mặt vuông đóng mặt vuông mở để tôi cho nó nằm dưới và opacity khoảng 50. Đó, tôi được như thế này không bạn? Được như thế này không? Đơn giản không? Còn cái miếng này nè, tôi cho nó nằm trên cùng luôn. Thì lúc này tôi không không thấy được cái vết trắng nữa. Không? Nó hiệu ứng lại lạ không? Thì bây giờ giống y chang như vậy thôi. Mình đặt bộ ảnh 7 ngày năng động của Ngô Thanh Vân vào. Rồi. Đặt test vào. Bây giờ mình đánh lại cũng được. Thôi mình không đánh lại, mình lên đây mình lấy đi ha, Ctrl Alt L để mình bỏ nè, copy nè. Sau đó mình đem xuống đây. Mình chỉ cần thay đổi màu lại thôi, chẳng hạn bộ ảnh 7 ngày. Ở đây nó lại trình bày theo một cái dạng khác nữa là số 7. Số 7 nó lại rơi xuống dưới và nó là màu trắng. Và phông chữ sai chữ nó sẽ tăng lên nữa. 35 chẳng hạn. Và nó tất cả những đối tượng này nó sẽ canh test ở dạng giữa không? Ở đây chữ Ngô Thanh Vân nó sẽ tách ra một cái dòng riêng, tôi cần trên S cắt đi. Và cái test này tôi sẽ canh nó dạng giữa. Giữa đây không bạn? Hay lúc này nằm trên cùng ha. Nếu bạn nhấn mà nó không lên trên cùng á thì bạn nhấn Ctrl X cắt đi nè. Bạn qua bảng layer. Bạn reset lại cái giao diện. Layer nè, bạn đứng trên này layer 2 nè, bạn dán nó lại tại chỗ. Rồi.
Và tiếp tục hồi nãy bộ ảnh 7 ngày năng động nó đang bị màu cùng màu á nên nó không thấy các bạn ha. Rồi mình cứ đánh test nó theo dạng thẳng đi, ngang hết. Ngày năng động của Ngô Thanh Vân. Thì cái test Ngô Thanh Vân này á, nó sẽ sử dụng một cái phong khác là phong Vini. Mình phải chỉnh lại Vini nè. Vini Yahoo. Nhỏ lại một tí nha. 30. Rồi mấy đối tượng này mình có thể chỉnh nó lại nhỏ lại 20 thôi chẳng hạn. 25. Rồi. Bây giờ mình để như thế này và mình xay. Giữ shift mình xay ha. Cho nó đi theo. Đó là nãy mình làm cùng một lúc với thanh màu hồng luôn á mấy bạn. Mà bây giờ lỡ rồi. Lớn lên một tí. Này là 50 nè. Rồi mình cũng xây đối tượng này theo luôn cùng góc với thằng đối tượng ở dưới. Rồi đơn giản mình có một cái label nhãn gắn vào cái bìa tạp chí đơn giản như vậy. Rồi bây giờ một số cái test, một số cái hiệu ứng nằm ở đây. Bây giờ tôi làm cái hiệu ứng này là bên trang trái trước ha, là một cái mảng hình tròn. Hình tròn này nó là màu màu hồng. Kéo cô này xích qua một tí. Màu hồng. Sau đó tôi vẽ một vùng đối tượng hình chữ nhật. Tôi lấy phần dao bằng cách tôi Ctrl C, Ctrl Antenna Shift V, copy lại đối tượng này tại chỗ hai đối tượng nè. Tôi giữ Shift với này tôi lấy phần dao. Shift F7. Shift F7 tôi lấy phần dao intersect. Đó, tôi được một bảng màu xanh như thế này. Đó, như thế này. Được không? Tiếp tục là bạn thấy được cái nét đứt không? Nét đứt thì bạn chỉ việc là Ctrl C và Ctrl Antenna Shift V, đóng to nó ra. Antenna Shift tôi chỉ lấy viền thôi. Và ở đây tôi chọn cái bảng Stroke, tôi chọn cái kiểu là Dot, đúng không? Bạn cho nó độ dày lớn lên tí là 3. Có thể cái layout này á, nếu bạn thấy nó không đẹp chẳng hạn, bởi vì tôi muốn hướng dẫn với bạn một nhiều cái thuộc tính mà thường sử dụng khi thiết kế InDesign. Có thể ở trong đây đối tượng này nó không hợp lý, nhưng tôi có thể chỉ bạn cách là lấy phần dao, hoặc là tôi có thể chỉ bạn là tạo viền cho cái đối tượng chẳng hạn ha. Thì bây giờ tiếp tục là mình chỉ là đưa test vào, hoặc là mình sắp xếp hình ảnh như thế này thôi. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình. Tất cả thì bạn cứ làm nó theo một cái theo dạng thẳng hết, không có cần
Đó. Tôi chọn này, tôi chọn like và tôi chọn hình số 1, hình trên Internet Air. Tại vì nó hơi biến dạng một tí á, bạn giữ shift, bạn copy, bạn vẽ hình vuông. Thì lúc này bạn lay nó vô nè. Tôi copy ra một đối tượng số 2. Tại vì hình này nó là hình chữ nhật. Nếu bạn dùng tay á, bạn kéo cũng được, bạn đúp. Bạn double click nè, bạn giữ shift để cho nó tỷ lệ nè bạn. Cái này thì hơi lâu một tí. Trong thời gian mà tôi hướng dẫn với bạn mà tôi làm mà tôi kéo từng liên tí như vậy thì nó hơi lâu. Ha. À, thì theo cách của tôi chỉ bạn là canh trình trên Internet E, bạn làm như vậy thì hình ảnh nó bị biến dạng. Nhưng mà đối với trường hợp này nó nhanh. Ha. À, rồi bây giờ biến dạng thì ta không, cái điều tối kỵ khi mà thiết kế á, mà đối với trường hợp này tôi áp dụng để tôi làm cho nó nhanh cho hướng dẫn bạn ha, để kéo từ từ như thế này biết bao giờ cho nó xong các bạn ha. 6 hình đó tôi làm như vậy đi chẳng hạn. Rồi tôi được một hình, 2 hình, 3 hình chẳng hạn. Cứ vậy mà bạn làm giùm tôi ha, tôi sắp nè 3 hình. Rồi tôi sắp 3 hình, ví dụ ở đây tôi cũng sắp 3 hình giống y chang vậy. Rồi 3 hình giống y chang vậy. Bây giờ tôi chỉ bạn cách mà đưa test vào thôi. Nhỏ lại một tí à, nhỏ lại một tí. Hình ảnh nhỏ lại một tí. Rồi ví dụ vậy đi chẳng hạn ha. Thì bây giờ nó bị biến dạng, nó hơi ngứa ngứa mắt tí á. Tôi kéo nó như vậy, nhỏ lại một tí. Tôi thì hình ảnh mà bị biến dạng thì tôi hay ngồi, nó khó chịu lắm. Người thiết kế mà hình ảnh mà bị biến dạng như vậy thì khó chịu. Tôi chỉnh lại thì nó hơi lâu một tí, tôi chỉnh đại khái thôi đó, được như thế này. Bây giờ tiếp tục là có một cái cột test nó nằm ở giữa như thế này và một số cái đối tượng như thế này. Cái này thì mấy bạn biết gắn nhãn vô thôi chứ chẳng có gì hết. Tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật nè. Rồi tôi lấy là một bạn màu xanh. Rồi tôi Ctrl C, Ctrl Alt V, tôi copy qua bên đây là một bạn màu hồng. Thì thứ đâu chẳng hạn thì tôi ráp chuột nè, tôi đánh là thứ. Tôi có thể áp dụng cái Shift F11 style nãy nè, mình định nè, màu của nó là màu trắng chẳng hạn. Thì tôi định nó lại là phong Unicode. Thứ hai, cho cái tiêu đề này luôn. Rồi tương tự như vậy, tôi có thể rúp đám này lại ha, Ctrl G cũng được. Thì lúc này tôi copy unwrap ra để tôi lật ngang lật dọc cái đám này nè. Đó tôi lật ngang, lật ngang. Được chưa? Rồi bạn chỉnh nó lại giùm tôi thứ hai, thứ ba chẳng hạn. Thứ ba. Cứ như vậy mà bạn làm hết giùm tôi những cái thuộc tính còn lại, những cái hình còn lại không? Còn văn bản mình đưa vào á, mình đừng có mở Word nha, tắt Word đi. Tôi chọn đối tượng này, tôi giữ shift, tôi kích
giữ shift tôi kích hoặc là tôi ráp chuột cũng được, thì tự động nó sẽ sinh ra đoạn văn bản như thế này trong đây, được không? Cái đoạn văn bản này á nó là đoạn, do đó tôi sẽ nhấn shift F11, tôi chọn thuộc tính là paragraph style, tôi tạo một cái paragraph style mới, tôi đặt là đoạn 01. Đoạn 01 thì tôi sẽ sử dụng một cái phông chữ là phông chữ tao ma 10 thôi, 9-10 thôi, phông cho trang báo chí là khoảng 10 thôi. Thì ở đây nền thì người ta chọn là nền màu đen. Nền màu đen, cái chữ màu đen á bạn. Chữ màu đen chứ không phải chữ màu đỏ. Ok, chẳng hạn ở đây mình áp dụng cho cái đoạn này. Đoạn 1 nó không. Chỉnh lại một tí 10. Non là nó bị dính cái thuộc tính ở bên chapter style. Mình thấy 10 không bạn ha? Và ở đây những cái test này nó bị thừa, nó đã sử dụng cho trang bên tay trái rồi. Ở đây tôi đoạn 1 nè, nó có những cái bullet đầu dòng không bạn? Bullet đầu dòng. Thì ở đây bạn chọn giùm tôi cái thuộc tính là bullet and numbering. Bạn có thể chọn là dạng số hay là dạng hình ha. Tôi chọn dạng hình. Và khoảng cách tab indent. Indent nè bạn. Thì ở đây tôi cho cái line, first line, left, khoảng cách trước, đoạn trước, khoảng cách đoạn sau là bây giờ tôi chọn cái thuộc tính là left, còn review nè, first line nè, nó không đó, bạn thấy nó thụt đầu dòng không? Khoảng cách giữa đoạn trước, khoảng cách giữa đoạn sau tôi cho nó là 0.5 thôi ha. À, nó thưa ra một tí, tôi chọn cái thuộc tính là left justify là nó canh đều giữa tất cả các đoạn, được không bạn ha? First line này nó nhiều quá, tôi chọn nó là 0.5 thôi. Đó, nó thưa ra một tí. Hoặc là 0.7 tỷ bạn ha. Thấy thích hợp thì ok. Ok chẳng hạn. Nó được một đoạn như thế này không? Đó. Tất cả những đoạn nào mà nó áp dụng giống y chang như thế này thì bạn có thể áp dụng cái paragraph style đoạn 01. Ở đây tôi xóa cái thằng này đi. Được không bạn ha? Rồi. Bây giờ còn những phần còn lại bạn làm giùm tôi cho hết trang này. Ở đây cho chủ nhật. Ở đây bạn thấy nó có một cái drop cap nè. Drop cap nè. Ở trong đây làm sao? Ở bên đây thì tôi copy cái đoạn mà phần chủ nhật. Đây, chủ nhật. Copy. Thì qua bên đây. Tôi áp dụng cho thằng này. Tôi ráp qua đây ha, tôi Ctrl V. Tôi để đó đi. Tôi chưa làm xong đoạn này nè. Sau đó quét tất cả thằng này tôi group nó lại. Rồi sau đó tôi save thôi. Xây cho nó phù hợp với cái line này bạn ha. Nó hơi to, hình hồi nãy mình đặt nó hơi to so với cái trang giấy rồi đó. Mình cho nó nhỏ lại. Nhỏ nó lại một tí. Ctrl Internet E, bạn có thể ungroup ra nè bạn. Định nó lại một tí.
mảng này hồi nãy mình không có rút vô á là nó ra vậy. Tên đu lại một tí à. Mấy cái hình này. Rồi, ví dụ tôi làm vậy đây chẳng hạn. Rồi. Ví dụ đơn giản là vậy đi. Rồi bạn sắp xếp lại cho nó đẹp một tí. Rồi. Được không? Rồi, có phần mảng bên đây thì nó cũng áp dụng cho cái đoạn đó là paragraph set áp dụng cho nó nè. Ở bên đây nè, tôi chọn là non thì lúc này văn bản rồi nó cũng y chang vậy. Ha. Thì bây giờ tôi áp dụng vô cho bạn này. Coi coi nó là chữ màu trắng. Thì mình cũng có thể định lại. Bạn có thể là bạn copy cái paragraph style này, copy nè, tôi đoạn là đoạn số 2. Chữ nó là chữ màu trắng. Ok không? Và cái chữ wrap cap của nó là wrap nè, cap nè, tôi chọn là hai dòng. Tôi bỏ cái gì đi bạn? Bỏ thuộc tính này đi, none. Ok. Tôi canh paragraph style lại. Đó là tôi canh center. Center justify chẳng hạn, ok. Thì lúc này tôi sẽ được một đoạn như thế này. Còn cái tab chủ nhật gì đó bạn làm giùm tôi ha. Đơn giản vậy tôi được một trang hai trang không đúng không ha. Ở đây tiếp tục nữa là cái trang kế tiếp. Trang kế tiếp thì hình ảnh đâu bạn cũng lay vào giống y chang vậy thôi, giống y chang như vậy. Ví dụ tôi làm đơn giản thôi nha bạn ha. InDesign thì đơn giản lắm, nó cũng giống như Word thôi à. Nó chỉ có cái phần trang master thôi. Đó, như thế này. Lay. Tôi chọn lay vào. Lady Gaga nào, qua bên đây nè, Lady Gaga. Double click vô. Đó. Đó. Thì tương tự như vậy, mình vẽ một cái shape. Mình đưa nó vào. Tương tự như vậy luôn đi đơn. Tôi làm giống giống vậy đi ha. File lay nè. Tôi chọn đối tượng này. Tôi có thể double click vô tôi sửa. Tương tự như vậy. Tôi lay bạn này vào. Rồi. Tôi kéo bạn này lớn lên tí. Bạn gặp trường hợp là hình nó bị mờ vậy chẳng hạn như thế này. Thì bạn có cái thuộc tính là display performance high quality để nó hiện lớn lên, nó hiện kích thước chất lượng nó tốt hơn. Mà làm như vậy thì hình cái file của bạn làm việc nó sẽ nặng đi á. À, bạn để cho nó kích nó hiển thị nhòe nhòe cũng không sao, nhưng khi bạn in ra thì chất lượng nó tốt thôi, không có vấn đề gì hết. Bắt đầu tiếp tục là cái đoạn văn bản này. Đoạn văn bản con test ở trên thì bạn đặt giùm tôi ha, đoạn văn bản này thì tôi tắt cái này đi nè, nhớ là phải tắt Word mới được nha. Lay nó vào cái nội dung số 2. Ví dụ tôi cái nội dung số 2 của tôi nó ráp chuộng như thế này. Ráp chuộng như thế này bạn thấy nó rất là nhiều lộn xộn không? CSS11 nè. Tôi chọn non nè ha. Và ở đây paragraph tôi chọn là đoạn số 1. Nó sẽ thừa hưởng tất cả các thuộc tính của cái đoạn số 1. Ở đây tôi bỏ một số thuộc tính này đi. Rồi. Và ở đây tôi chia ra hai cột, bạn thấy nó hai cột không? Hai cột thì tôi chọn đây nó có cái thuộc tính là double click vô nè. Bạn chọn nó là mấy cột, bên đây tôi chọn là hai cột nằm bên đây. Đúng không? Mà hai cột như thế này. Hay tôi được hai cột không bạn? Những cái test này nó bị thừa á, các bạn còn bỏ giùm tôi ha, enter xuống. Rồi, như thế này. Được không? Khoảng cách dòng thì bạn có thể chỉnh lại cũng được. Bạn copy cái đoạn số 1 ra, nắm kéo vô đây. Tôi copy này là đoạn số 3 rồi chẳng hạn. Tôi cho khoảng cách dòng, khoảng cách giữa các dòng, tôi cho nó nhỏ lại 0.2 thôi chẳng hạn.
Ok. Được không? Đơn giản vậy không? Ha, cái này là người thực hiện. Bạn có thể enter xuống thôi, enter xuống, shift enter cho nó xuống thôi. Rồi. Được vậy không? Còn hình ảnh của cô Lady Gaga bên đây á thì nó chạy test, nó sẽ chạy theo cái vòng của cô này. Thì bây giờ mình sẽ lay vào. Lay vào. Ở đây tôi có một cái tấm ảnh là Gaga nè. Tấm ảnh này đương nhiên bạn phải dùng Photoshop, bạn lọc hình nó đi ha. Cũng display nó lên. Hai. Rồi. Bên đây bạn dùng cái thuộc tính là cho chữ nó được warp theo. Thì bạn phải vẽ cái, vẽ một cái path để cho nó chạy theo. Rồi sau đó tôi chọn cái thuộc tính là test warp là control alternate w. Tôi chọn thuộc tính này là warp around object thì chữ nó sẽ tự động nó sẽ tách ra. Mà thấy tự động nó sẽ tách ra cho cô này không? Ví dụ nha, tôi cho cái paragraph style của mình á, test 3 nè, chapter nè, non nè ha. Paragraph style là đoạn số 3. Đoạn số 3 của mình tôi cho nó là 11 chẳng hạn. Ví dụ 11 thì bạn sẽ thấy chữ nó bị tràn 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 xuống đây không? Hoặc là khoảng cách của tôi cho cái đoạn này á là 0.3, 0.4 đi chẳng hạn. Thì bạn thấy chữ nó bị tràn xuống không? Đúng không? Nó bị chạy theo nè. Và tôi cho nó gì? Không màu. Thì chữ này sẽ chạy 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 dọc theo, bo theo cái hình của cái cô Lady Gaga. Đơn giản không bạn, mà ứng dụng thông thường báo với sách nó hay ứng dụng cái thuộc tính này á. Đó, được như thế này không? Tương tự như vậy bạn thiết kế giùm tôi cho cái trang số 5 ở trang số 6. Ha, đơn giản bằng chia cột. Chia cột. Tất cả bạn nên định paragraph style và chapter style để cho toàn bộ cái quyển tạp chí của bạn nó đồng bộ. Ha, giống như bên tôi liên hệ với bên web á, là bạn định CSS. Định CSS cho tất cả những phông chữ, size chữ, màu chữ. Như dân, nó sẽ đồng bộ cho toàn một một bộ web của bạn hoặc là một bộ tạp chí của bạn, một bộ sách của bạn. Tiêu đề đều tất cả màu sắc nó đều giống nhau hết. Đúng không bạn? Bạn thấy trình bày nó rất là đơn giản không? Còn cái phần layout đó là ý tưởng của mọi người, còn thao tác chỉ có vỏn vẹn như đó thôi. Ở đây bạn sẽ gặp một trường hợp đó là trang này nè. Cái trang này tôi không có muốn nó đánh là trang số 1. Đây không? Tự nhiên cái nó sinh ra mà tôi xóa, tôi chọn nó lại chọn không được. Thì ở đây bạn gặp trường hợp như thế này và tôi muốn cái trang này nó bị tách ra khỏi, bị tách ra khỏi trang master. Thì ở đây nó có thuộc tính là over on master, kích vô một cái. Thì lúc này tôi bỏ cái này đi, nó sẽ tự động nó chọn được, không ảnh hưởng gì hết. Thì lúc này những cái trang này, chỉ có những cái trang này ảnh hưởng master, trang này hoàn toàn tách biệt, không ảnh hưởng bởi master ha. Đơn giản vậy thôi. Ở đây mình muốn xuất ra tôi chọn export và tôi chọn là tạp chí Adobe PDF. Rồi một số thông số này bạn muốn chất lượng nó cao hay là chất lượng nó thấp gì đó tùy mình chọn ha. Ở đây tôi chọn là 72. Thì lúc này đó mình được một cái bìa tạp chí như thế này. Được không các bạn? Tại cái bài này bắt buộc tôi phải hướng dẫn lâu một tí, tại vì mình làm tới một cái bìa sách và rất nhiều trang con không? Rất nhiều trang con mà làm thao tác rất là nhiều, hàng chẳng hạn, rồi test web chẳng hạn, rồi viền, rồi tất cả xuất từ Photoshop, Corel qua chẳng hạn. Thì trong bài này thì tôi cái mục tiêu của mình á là tôi không phải chủ yếu về phần giao diện của báo chí, mà tôi chỉ bạn một công cụ trong InDesign, một số công cụ trong InDesign để cho bạn layout một quyển tạp chí nó hơi bắt mắt một tí thôi các bạn nha. Thì mà còn một cái công đoạn cuối cùng là đóng gói quyển tạp chí. Đây là bạn chọn làm tôi là file package. Package đóng gói là làm sao? Là nó sẽ đóng tất cả những hình ảnh cũng như phông
đem vô một cái máy khác cũng như đem xuống nhà in, bạn sẽ không bị lỗi phông. Ở đây nó báo cho bạn rất nhiều cái lỗi, rất là nhiều cái hình nó bị lỗi là bạn chưa có red link nó đi á. Thì giờ làm sao để red link ở bên đây nè, đó nó quá trời hình luôn, hình bọt vô. Nếu mà bạn không red link á thì bạn đem đi máy khác mà không đúng đường dẫn nó sẽ bị hư á. Ở đây bạn chọn giùm tôi thuộc tính là impact, tất cả các hình bạn sẽ được impact hết. Thì lúc này bạn bay bắt kẹt nó lại đúng không, 17 hình nó còn sai cái hệ màu nữa nè bạn ha. Mấy cái này thì bạn tìm hiểu đổi nó lại hệ màu sao. Rồi những cái thông số mà trước khi bạn đem xuống nhà in để thí dụ người ta liên hệ cho bạn phone hay email gì đó, công ty của bạn gì đó vân vân, bản này cái này là bản hướng dẫn của bạn so với người ta. Rồi tạp chí folder ok chẳng hạn. Thì cuối cùng của cái công đoạn này mình mới vừa đóng gói đó là cái công đoạn này, mình kết quả của mình là tạp chí folder. Bạn thấy tất cả các phong rồi nó được đi theo hết đâu, nãy mình dùng phong mini gì nó đi theo hết cho mình nè đúng không, và những cái hình ảnh đó không bao giờ bị mất, mình đã red link nó rồi ha, embed nó rồi thì không bao giờ nó bị mất được không bạn ha. Cái công đoạn cuối cùng là tôi chỉ bạn xuất sang file PDF cộng với đóng gói cái dữ liệu này ra được không bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. À, có ý kiến gì thì cứ góp ý qua cái mail của trung tâm tin học không tự nhiên nhớ à, tôi tên là Phan Nhật Trung, cảm ơn bạn theo dõi.